Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang tổ chức hội nghị nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nhằm nhận diện rõ những hạn chế, bàn những giải pháp cụ thể với mục tiêu đưa chất lượng giáo dục của tỉnh về mức trung bình khá trong khu vực. Nhiều ý kiến đánh giá nguyên nhân dẫn đến chất lượng giáo dục tỉnh Hà Giang luôn đạt chất lượng thấp là do cấp ủy chính quyền các cấp chưa thực sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo nhưng lại phó mặc cho ngành giáo dục. Vai trò quản lý nhà nước từ cấp sở đến các phòng, giáo dục và đào tạo còn nhiều mặt hạn chế, chưa có chủ trương rõ ràng về kiểm soát, đánh giá chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông một cách thực chất từ sở đến phòng và các trường học, hệ thống quản lý chưa tập trung vào quản lý chất lượng giáo dục. Từ thực tế đó, Thường trực Tỉnh ủy Hà Giang yêu cầu thực hiện việc đánh giá chất lượng giáo dục thực chất ở tất cả các cấp học, quyết tâm xóa bỏ bệnh thành tích trong đánh giá chất lượng giáo dục. Cán bộ quản lý, giáo viên không nỗ lực nâng cao chất lượng một cách thực chất để tồn tại bệnh thành tích trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, phải chịu trách nhiệm trước các cấp quản lý cấp trên.